chỉ cần hiểu hai lời này thì đấy là chìa khóa
Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bạn. Đây là lời của sứ thần Gabriel chào mừng mẹ trong biến cố về đêm. Nhưng phải nói chính xác đầy đủ, đây là lời của Chúa Cha nói với Đức Mẹ qua sứ thần Gabriel để cho chúng ta biết về phẩm giá và vai trò Đức Mẹ là đấng đầy ân sủng, đấng được Thiên Chúa ở cùng, đấng đè lòng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa Cha xác định cho chúng ta Đức Mẹ là đấng đầy ân sủng, đấng được Thiên Chúa ở cùng, đấng đè lòng Thiên Chúa. Câu tiếp theo trong Kinh Thánh Mừng là bà đó là mưa mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà. Đây là lời của bà thánh Elizabeth, bà thánh Elizabeth chào mừng bà cả các Đức Mẹ trong biến cố Đức Mẹ thăm viếng. Nhưng phải nói chính xác và đầy đủ, đây là lời của Chúa Thánh Thần nói với Đức Mẹ qua bà Elizabeth để xác nhận Đức Mẹ là người có phúc nhất trong mọi người phụ nữ và người có Đức Mẹ đang cưu mang là đấng có phúc. Như thế Chúa Cha và Chúa Thánh Thần nói với Đức Mẹ để xác nhận vai trò và phẩm giá của Đức Mẹ nhé. Còn phần thứ hai của Kinh Thánh Mừng là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đây là lời cầu xin của Hội Thánh. Trong đó cái lời tuyên bố Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời không phải là cầu nguyện mà có, đó là một tín hiệu. Và Chúa Giêsu là cầu của Hội Thánh hướng dẫn Hội Thánh cách giám mục trên thế giới hiểu thông với Đức Giáo Hoàng mà tuyên bố tại trong đồng Ê-phê-sô Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Như thế đó là lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta qua giáo hội để xác nhận Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Qua Kinh Thánh Mừng chúng ta sẽ thấy là bà ơi Thiên Chúa nói với Đức Mẹ và xác nhận cho rằng Đức Mẹ là đấng đầy ân sủng, đấng được Thiên Chúa ở cùng, đấng đẹp lòng Thiên Chúa, đấng có phúc nhất trong mọi người phụ nữ và đấng là mẹ Thiên Chúa. Chúng ta biết mẹ chỉ là một tồn tại bình thường, là một con người bình thường, mà bây giờ bà ơi Thiên Chúa chào mừng và xác nhận thì không còn là bình thường nữa. Đức Mẹ của Thiên Chúa, Đức Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn nên Thiên Chúa đã dựng nên Đức Mẹ một cách đặc biệt, gìn giữ một cách vẹn toàn và ban ân sủng cách như vậy. Đức Mẹ được cất nhắc lên địa vị cao sang, đó là làm mẹ Thiên Chúa, làm mẹ chúng sinh, làm mẹ nhân loại, làm mẹ giáo hội và làm mẹ thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Đức Mẹ tuyên Mẹ là người có công phúc nhất, là người thánh thiện nhất, là người đạo đức nhất trong mọi loài chúng ta. Thiên Chúa đã như thế và vì thế giáo hội quyết lòng cả Đức Mẹ là người rất đáng người khen, rất đáng kính chuộng và rất đáng yêu mến. Mẹ Thiên Chúa và mẹ chúng ta được không? Tuyệt vời thì nghe Đức Mẹ một tràng pháo tay. Chúng ta đừng tiếc gì mà không dâng cho Đức Mẹ những tràng pháo tay, những ca khen, hay những bông hoa tươi, tấm lòng, những lời kinh, những bài hát, những tràng kinh hân hôi. Bởi vì như thế này, chúng ta dâng cho Đức Mẹ điều gì thì Đức Mẹ hoàn toàn không nhận về cho mình cả nhé. Đức Mẹ đón nhận được cái gì thì Đức Mẹ đều quy về Thiên Chúa. Bằng chứng là bà thánh Elizabeth
là một mình mà với là một số khác, thì chúng ta cần hiểu và biết rằng mọi loài thuộc nào trên trời dưới đất là có hơi âm phủ. Kể cả em như mẹ thì chính như mẹ đã để cho chúng ta như thế này: từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi nhiễm phúc, nghĩa là từ cái đức mẹ nói lời xin vâng đó đến mọi nơi, mọi loài phải khen đức mẹ là người. Điều này cũng được xác nhận và chứng minh trong kinh Quý Mừng. Tổng lãnh chân thần các đại là đại diện cho các tổng lãnh chân thần, các chân thần trên trời và các cánh đức mẹ. Còn bà thánh Elizabeth thì đại diện cho các thánh nam nữ của dân Chúa mà chào mừng và tạ các đức mẹ. Còn nhất trong một đất nước. Cả giáo hoàng cũng này,
Đức giáo hoàng là người có chức vụ cao nhất, vì thế Đức giáo hoàng là người có uy quyền và tiếng nói mạnh mẽ nhất trong giáo hội và đủ. Suy ra trong mọi loài vùng đạo mà Thiên Chúa đã dựng lên, thì Đức Mẹ là người được Thiên Chúa phú ban cho phẩm giá và chức vụ cao nhất. Và vì thế Mẹ là người có uy quyền và tiếng nói mạnh mẽ nhất, ảnh hưởng nhất trước tòa và ngôi Thiên Chúa Chí Thánh. Điều này Thánh Luy Linh Dương của Bố Con cảm nghiệm được và nói rằng một lời của Đức Mẹ trước tòa Chúa còn hơn mọi lời của mọi loài chúng ta hợp lại từ các tầng lạc thiên thần, được chưa? Một lời của Đức Mẹ trước tòa Chúa còn hơn mọi lời của mọi loài chúng ta. Thấy chưa? Và chưa nói là kính mừng thôi nha, là một kính mừng thôi. Và chỉ kính mừng này, khi chúng ta người lên số trắng là chúng ta một lời của Bà Ngôi Thiên Chúa mà Thiên Sứ Bà Ngôi Thiên Chúa, một lời của Bà Ngôi Thiên Chúa để mà cả các tác phẩm vĩ đại nhất và hoàn hảo nhất trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa đó là Đức Mẹ. Rồi chúng ta nguyện cái kính mừng là chúng ta mượn lời của Thiên Chúa hợp với mọi loài chúng ta trên trời dưới đất và các nơi ngủ, mà cả các Đức Mẹ thì cùng Đức Mẹ chúc tụng tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Chúa Thánh. Thì lời đó là lời đầy quyền năng, được rồi chưa? Một lời của Đức Mẹ chúng ta chúa còn hơn mọi lời của mọi loài chúng ta. Và bây giờ chúng ta cái kính mừng là chúng ta dùng lời của Thiên Chúa nói với con rắn này, ta sẽ là một mối thù giữa mình và người phụ nữ
kỷ niệm được lời cáo xưa của Kinh Thánh Mừng và lời Chúa xin tâm của Đức Mẹ. Sơ Đồng Hương mới sáng tác một bài hát có tựa đề là Từ Lúc Này Nói Lời Xin Tâm. Ông cha hát hôm nay chúng ta sẽ hát cho mọi người một khúc để thấy được ý nghĩa là Từ Lúc Mẹ
thì chẳng các gì mà bỏ có tài quý giá, bỏ mua nước cấm và còn một trái nước ngồi cùng đồng thì đánh với